Tử vi tuổi Ất Sửu 1985, tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên, ngày nay chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ đều không được yên, chúng vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung của những gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạo âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng nhâm thìn có nạp âm là truyền lưu thủy, ngày thìn lục hợp dậu, tam hợp tý và thân thành thủy cục. Xung tuất, hình thìn, hình mùi, hại mão, phá sửu, tuyệt tuất. Đối với những người tuổi Ất Sửu trong tháng 3 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 3 từ ngày 17 tháng 4 dương lịch có nạp giáp là Ất Mùi. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 3 từ ngày 29 tháng 4 dương lịch có nạp giáp là Đinh Mùi. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 3 từ ngày 11 tháng 5 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Mùi. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với những người tuổi Ất Sửu trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 3 từ ngày 22 tháng 4 dương lịch có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 3 từ ngày 14 tháng 5 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Ất Sửu 1985 trong tháng 3 âm lịch. Những quý gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 mệnh hải trung kim là người có tính cách sôi nổi, nhiệt tình,
cuộc sống của họ cũng luôn bận rộn với rất nhiều màu sắc. Họ có nhân duyên vô cùng tốt, được rất nhiều người quý mến và giúp đỡ tận tình. Thời trẻ, họ may mắn được sống cảnh sung túc. Tuổi trung niên, mọi thứ đều ổn định, từ sự nghiệp tới gia đình đều không có gì phải lo lắng nhiều. Vậy nên họ có tuổi già an nhàn, hưởng phúc lộc trời ban. Trong vận mệnh của người tuổi Ất Sửu, có thể có một đôi lần gặp phải tai nạn bất ngờ ngoài ý muốn, song thương tật đều không quá nghiêm trọng. Khi tiếp xúc với người khác giới, họ cần đặc biệt cẩn trọng. Nam giới nên tránh kết thân với phụ nữ đã có gia đình. Nữ giới cũng không nên bầu bạn với người đàn ông đã có vợ để không vướng vào nguy cơ trở thành người thứ ba. Ất Sửu thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc gì cũng chu đáo, ít bị sai lầm. Là mẫu người trung hậu, thủ tín, cẩn thận trước mọi vấn đề, nên thường chậm chạp, nhiều bảo thủ, nhưng giản dị trong cuộc sống và có tinh thần cách mạng cao độ. Ưu điểm của các tuổi Ất Sửu là tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao, cân nhắc tỉ mỉ trước khi hành động. Khuyết điểm là rất cố chấp, bướng bỉnh, luôn luôn theo ý kiến của mình, dù được nhiều người có kinh nghiệm nhắc nhở. Nhâm Dương Thủy gặp Sửu Âm Thổ là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Sửu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia vào các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Trong tháng này, những người làm công ăn lương sẽ bận rộn với công việc, khiến họ rất mệt mỏi và dễ bị ốm. Đối với những người đang đi làm kinh doanh, sự may mắn tài lộc đang đứng về phía quý gia chủ. Bạn sẽ có thể đạt được tài lộc, nhưng phải để ý đến các vụ trộm. Cứ an toàn ở nhà chặt chẽ, cố gắng tránh đi làm đường tối. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi, suy xẻo và giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, thì người tuổi Ất Sửu cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế để hộ thân, nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, còn sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Ất Sửu. Trong tháng 3 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Ất Sửu cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Tuổi Ất Sửu sẽ mở ra sự may mắn trong sự nghiệp, quý gia chủ sẽ nhận được lời khen thưởng và tăng lương trong tháng này. Tuy nhiên, nên cẩn thận với lời nói, hành động của mình và đừng tự mãn vì thành công tạm thời, hoặc sếp có thể coi quý gia chủ là quá nóng để đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Ngoài ra, do sự nghiệp của người tuổi Ất Sửu có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian tháng 3 âm lịch, cho nên quý gia chủ sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Đặc biệt, cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉ chu trong công việc. Nếu không, sẽ dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Ất Sửu nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Ất Sửu. Xem tử vi tháng 3 âm lịch, tuổi Ất Sửu không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tuổi Ất Sửu có thể may mắn kiếm được tiền. Hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, quý gia chủ là người giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro và lợi nhuận thấp, nhưng sẽ mang lại thu nhập cao khi được tích lũy ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, quý gia chủ lại là người có xu hướng tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay. Cho nên, cần phải phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng. Ngoài ra, trong thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh,
mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường ở phía trước. Quý gia chủ cũng nên năng làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lợi bất cập hại. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Ất Sửu hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật Pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Ất Sửu. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, quý gia chủ có thể thu hút được nhiều người khác giới. Tuy nhiên, cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp quý gia chủ, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản, tài chính của quý gia chủ. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố gì lớn mà khiến cho quý gia chủ và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Còn người độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà quý gia chủ chẳng thể chối từ. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Ất Sửu cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, hộ thân tam giác khai vận của kênh Phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc tích tài lộc cho gia chủ. Về sức khỏe, những người tuổi Ất Sửu sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 3 này. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần giúp cho sức khỏe của bản mệnh luôn được ổn định. Nhưng bản mệnh phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu quý gia chủ uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe có tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể. Vì vậy tốt hơn hết, quý gia chủ nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Để tăng cường sức khỏe, những gia chủ tuổi Ất Sửu cần mang bên mình vật phẩm phong thủy tam giác khai vận của kênh Phong thủy Gia Cát. Vòng tam giác khai vận được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn của tuổi Ất Sửu trong tháng 3 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Ất Sửu trong tháng 3 âm lịch, quý anh chị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, hoặc tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!